Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 350 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, sau khi chiến đấu giết xong Thiên Ngư đạo quân, Giang Nam xoay người đi hướng Cự Linh đạo quân, Lũy Sinh lão tổ, Hậu Tôn đạo quân, hắn lao nhanh tới. Ba đạo quân tiền sử tim đập nhanh, đã hiểu ra tại sao Giang Nam chọn chiến trường ở Vô Nhân cấm khu. Bởi vì đạo quân chuyển thế toàn để lại hậu chiêu, ký thác đạo quả sau khi chuyển thế trong cấm khu của mình. Muốn hoàn toàn tiêu diệt đạo quân chuyển thế thì phải giết vào cấm khu. Đạo quân chuyển thế thì lợi hại biết mấy. Trước khi chuyển thế để lại các tầng cấm chế bảo vệ đạo quả của mình, thiên quân đi vào cũng chết chắc. Nhưng vừa rồi Giang Nam giết thân thể Thiên Ngự đạo quân mà không xông vào Vô Nhân cấm khu, nhờ xương thú đưa vạn chú thiên trung vào cấm khu. Xương thú đó là của Thiên Ngự đạo quân. Gã chết đi, xương thú cảm ứng vị trí đạo quả gã giấu. Xương thú xuyên qua các tầng bài bố của Thiên Ngự đạo quân bảo vệ đạo quả kiếp này mà không bị ngăn cản, nên tiên thiên pháp bảo vạn chú thiên trung cũng dễ dàng chui vào Vô Nhân cấm khu. Vạn chú thiên trung cùng xưng thú đến bên đạo quả của Thiên Ngự đạo quân, chuông bộc phát đạo uy bất diệt khủng bố, đánh nát đạo quả của Thiên Ngự đạo quân. Thiên Ngự đạo quân đã chết, gã không chết trong các cuộc tịch diệt kiếp, không chết vào tay tịch diệt đạo nhân đế và tôn, gã chết vì các mưu tính của Giang Nam, chết vì thủ đoạn sấm sét của Giang Nam. Giang Nam đánh cho nổ nát đạo quả, chém nguyên thần, chấn vỡ thần hồn của Thiên Ngự đạo quân. Từ khi sáng tạo tiên giới 8 ức năm đến nay, vị đạo quân tiền sử đầu tiên hồn phi phách tán không còn tồn tại. Từ lúc các tầng hư không tiên giới mở ra đến nay cũng là lần đầu tiên có đạo quân chết đi. Giang Nam đột nhiên di chuyển biến mất tại chỗ. Lũy Sinh lão tổ giật mình nổi da gà. Trực giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến làm cho Lũy Sinh lão tổ dựng đứng lông tơ. Lũy Sinh lão tổ quát lớn: "Đạo giáp lũy bích của ta đâu?" Giáp đạo quân rách dưới trên người Lũy Sinh lão tổ tỏa ánh sáng chói lòa. Đại đạo đạo quân trong áo giáp biến thành dòng máu chảy ồ ạt, chớp mắt lấp đầy lỗ hổng trên áo giáp. Áo giáp của Lũy Sinh lão tổ không đơn giản như gia thú của Thiên Ngự đạo quân. Gia thú chỉ bảo vệ một phần cơ thể, cần đại đạo trong gia thú chảy khắp toàn thân mới che chở các vị trí khác được. Hơn nữa, gia thú kia không phải báu vật chuyên phòng ngự. Lũy Sinh lão tổ luyện treo áo giáp này là để phòng ngự cho bản thân mình. Không chỉ như thế, mặc vào bích lũy đạo giáp, sau khi kích phát thì năng lượng trong đạo giáp như biển cả nhập vào quanh thân Lũy Sinh lão tổ, nâng cao pháp lực, kéo tu vi tăng vọt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm cho Lũy Sinh lão tổ dốc hết sức để ứng đối. Ngay sau đó, Lũy Sinh lão tổ chịu đựng công kích như trời sập đập vào người, chấn tứ chi gã tê dại. Lực lượng này quá cường đại, mạnh mẽ đến nỗi Lũy Sinh lão tổ được bích lũy đạo giáp gia cố vẫn không chịu nổi. Không ngay mặt đánh nhau với Giang Nam sẽ không biết sức chiến đấu của hắn kinh khủng đến đâu, bá đạo tới mức nào. Lúc trước Lũy Sinh lão tổ từng đánh nhau với Giang Nam trong tầng hư không thứ 5 và bị hắn giết. Khi đó Lũy Sinh lão tổ chưa dốc hết nội tình, chết mau gọn lẹ. Bây giờ Lũy Sinh lão tổ tuôn hết nội tình ra, thế nhưng vẫn bị Giang Nam đè đầu, hỏi sao gã không hết hồn cho được. Lũy Sinh lão tổ hét lớn: "Các quân hợp sức giết hắn đi!" Lũy Sinh lão tổ đấm vào Giang Nam, cánh tay vung lên, đại đạo tuôn ra từ bích lũy đạo giáp, thần thông bộc phát từ đạo giáp. Trong khoảnh khắc, mấy trăm loại thần thông cùng đánh hướng Giang Nam. Tiên thiên bất diệt linh quang công kích lưng của Giang Nam, đạo uy bất diệt chém xuống. Lại có Cự Linh đạo quân lao lên, từng bước tranh phong,
phát huy thần thông thân thể đến tận cùng. Trong ba người, Cự Linh Đạo Quân và Lũy Sinh Lão Tổ có thù với Giang Nam, kết oán rất sâu. Cự Linh Đạo Quân bị Giang Nam dẫn con rồng to san bằng cấm khu rất bẽ mặt. Thân thể kiếp trước bị Giang Nam đánh cho tàn phế. Cự Linh Đạo Quân không định chuyển thế tiên giới, thế nhưng buộc phải chuyển thế. Còn về Lũy Sinh Lão Tổ thì lúc ở tầng hư không thứ 5, ngay trước mặt vô số tiên nhân, hắn bị Giang Nam đánh chết cơ thể, phải nhờ vào đạo quả ẩn giấu trong vô nhân cấm khu nên mới thoát chết, mất hết mặt mũi thể diện. Hậu Tôn Đạo Quân và Giang Nam không oán không thù, thế nhưng Huyền Châu chiếm được nhiều thiên tài địa bảo, lại có 3 chí bảo tiên đạo rưỡi, đây cũng đã là mối thù lớn. Huống chi, 5 đạo tổ tiên đạo có hy vọng trở thành đạo quân tiên đạo tương lai, phải trừ khử bọn họ, mà muốn xử 5 đạo tổ phải cần tiêu diệt Giang Nam trước. Giang Nam đối diện với thần thông phát ra từ bích lũy đạo giáp của Lũy Sinh Lão Tổ, thế nhưng không nhường một bước. Đại La Thiên Ấn vỗ xuống, cứng trọi cứng cùng với Lũy Sinh Lão Tổ. Tiếng nổ vang lên điếc tai, Lũy Sinh Lão Tổ khẽ rên, thụt lùi lại. Giang Nam quát lớn, tiếp tục. Giang Nam lắc người, mấy cái đầu rậm rạp chui ra từ cổ của hắn, mấy cánh tay mọc ra từ nách. Chớp mắt, Giang Nam mọc 800 đầu, 3000 cánh tay. Âm 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 âm. 3000 cánh tay tự kết ấn, có cái biến thành sen 5 màu, có cái biến thành yểm ma thương, hóa thành chứng đạo kiếm, thành nguyên đỉnh, có cái hóa thành nguyên trung. Các cánh tay biến đổi trường ấn, hoặc tháp, hoặc đao, hoặc kích, hoặc bàn, hoặc cầm, hoặc sử, hoặc trụ. 3000 cánh tay biến thành dị bảo không lặp lại, tất cả công kích Lũy Sinh Lão Tổ. 800 cái đầu của Giang Nam giống lớn, tiếng gầm là tiếng trống tận thế kiếp âm. Thùng thùng thùng. 800 sóng âm cùng bộc phát công kích Lũy Sinh Lão Tổ. Lũy Sinh Lão Tổ học máu, choáng váng ngủ tai. 3000 cánh tay giáng xuống, công kích ồ ạt cùng lúc đập vào Lũy Sinh Lão Tổ, đánh vào chỗ hủy hoại trên bích lũy đạo giáp lại rách ra. Mỗi một chuỗi tiếng nổ liên tiếp, công kích của Giang Nam xuyên thấu bích lũy đạo giáp, đánh vào cơ thể Lũy Sinh Lão Tổ. Máu chảy ra từ lỗ hổng bích lũy đạo giáp, máu tuôn như suối. Bùm. Tiếng nổ vang lên điếc tai, miệng Giang Nam phun ra búng máu, là Cự Linh Đạo Quân lao tới. Cự Linh Đạo Quân vận chuyển thân thể kiếp trước, đấm vào lưng của Giang Nam. Giang Nam bị Cự Linh Đạo Quân đánh bay, người ở giữa không trung. Hậu Tôn Đạo Quân vận chuyển trăng khuyết, lóe tia sáng chém vào Giang Nam. Ngay lúc sức cũ đã qua, sức mới chưa sinh. Lúc này đột nhiên nghe tiếng chuông vang lên, Hậu Tôn Đạo Quân cảm thấy nguy hiểm chưa từng có ập đến. Trăng khuyết không kịp giết Giang Nam, đã vội bay về bảo vệ đỉnh đầu. Đinh. Vạn chú thiên trung từ sau lưng của Hậu Tôn Đạo Quân bay tới, va chạm với Trăng khuyết. Hậu Tôn Đạo Quân rên rỉ, mặt đỏ au. May mắn Giang Nam bận đối phó với Lũy Sinh Lão Tổ, Cự Linh Đạo Quân, chứ không đặc biệt nhằm vào Hậu Tôn Đạo Quân, gã không bị thương. Tịch diệt ma nhãn. Giang Nam ở trong không trung, trên trán 800 cái đầu cùng sinh ra một con mắt dựng đứng. Mắt xoay tròn như vòng xoáy, bắn ra từng tia sáng ma, hình thành vòng xoáy xuyên qua lỗ hổng bích lũy đạo giáp, chui vào cơ thể của Lũy Sinh Lão Tổ. Cự Linh Đạo Quân lại lao lên, gã nhảy vọt, hai tay ôm trước ngực dã mạnh. Giang Nam trúng đòn, rơi xuống như sao băng, đập vào một cấm khu, dãy núi sụp xuống. 3000 cánh tay bị đánh nổ tung thành huyết vụ, 800 cái đầu lần lượt nổ tung. Có thể thấy thân thể kiếp trước của Cự Linh Đạo Quân là cường đại cỡ nào. Cảnh giới Cự Linh Đạo Quân còn thấp, chưa vào thiên quân nên không thể phát huy nhiều uy lực thân thể kiếp trước được, nếu không một chiêu đủ để nổ nát Giang Nam. Đột nhiên bích lũy đạo giáp chuyển ra chấn động, trong đạo giáp trống trơn, máu thịt đại đạo, pháp lực của Lũy Sinh Lão Tổ đã bị Giang Nam tiêu diệt sạch. Bích lũy đạo giáp chấn động, biến thành luồng sáng, chạy hướng cấm khu. Hậu Tôn Đạo Quân, Cự Linh Đạo Quân biến sắc mặt nói, nguy rồi. Vạn chú thiên trung bỏ qua Hậu Tôn Đạo Quân, chuông xoay tít đuổi theo bích lũy đạo giáp. Cự Linh Đạo Quân nhanh chóng bay lên chụp vạn chú thiên trung lại. Hậu Tôn Đạo Quân vận chuyển trăng khuyết, biến thành luồng sáng bạc, đuổi theo vạn chú thiên trung. Giang Nam giết thân thể Lũy Sinh Lão Tổ, giờ lại dùng trò cũ để bích lũy đạo giáp chỉ dẫn vị trí đạo quả của gã, dùng vạn chú thiên trung truy sát gã hồn phi phách tán. Hai đạo quân chuyển thế vừa ra tay thì một bóng người bắn lên cao, chen vào giữa Cự Linh Đạo Quân và Hậu Tôn Đạo Quân. Giang Nam hét lớn,
Nguyên Thủy Đại La Thiên. Âm 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 âm. Nguyên Thủy Đại Đạo tuôn ra từ người răng nam, kéo dài ước dặm. Nguyên Thủy Đại La Thiên đột nhiên xuất hiện, bao phủ Cự Linh Đạo Quân và Hậu Tôn Đạo Quân vào bên trong. Đại La Thiên ầm ầm chuyển động, vô số dị bảo bay lượn nhấn chìm Cự Linh Đạo Quân và Hậu Tôn Đạo Quân. Toàn thân của Giang Nam đẫm máu, đứng giữa Đại La Thiên, ánh mắt lạnh băng nhìn hướng Vạn Chú Thiên Trung biến mất. Giang Nam giơ tay vỗ mạnh. Vạn Chú Thiên Trung chui vào một cấm khu, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cấm khu kia vỡ thành nhiều mảnh. Đạo Quân chuyển thế thứ hai, Lũy Sinh Lão Tổ đã chết. Cự Linh Đạo Quân gầm lên, rung người đánh sập vô số cung điện, nổ nát vô số thần ma, nhảy ra khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên. Hậu Tôn Đạo Quân cũng hú dài, trăng khuyết bay lượn, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang quét bốn phương tám hướng, dọn một nửa Nguyên Thủy Đại La Thiên, gã nhảy ra ngoài. Cự Linh Đạo Quân, Hậu Tôn Đạo Quân thế cảnh Lũy Sinh Cấm Khu đổ nát, lòng lạnh lẽo. Vạn Chú Thiên Trung bay ra khỏi Lũy Sinh Cấm Khu, càng tới gần thì càng khổng lồ, trung to như lỗ đen, chụp chân lưng của Giang Nam, cắn nuốt thời không. Giang Nam nhìn hai đạo quân chuyển thế, lau máu bên khóe môi, Giang Nam nhẹ giọng nói: "Bây giờ, trong hai vị sẽ có đạo quân tiền sử thứ ba chết dưới tay ta." Lòng Cự Linh Đạo Quân càng ngày càng lạnh, ánh mắt giao nhau với Hậu Tôn Đại Quân. Hai người đồng thanh kêu lớn: "Đi!" Cự Linh Đạo Quân đạp đất, thân thể khổng lồ chìm xuống lòng đất, đi đường ở dưới đất. Hậu Tôn Đạo Quân vận chuyển trăng khuyết, biến thành ánh đao chạy xa. Giang Nam hừ lạnh một tiếng nói: "Đi sao? Ngươi chạy đi đâu? Ta muốn giết thì ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đây?" Giang Nam phất tay áo, Vạn Chú Thiên Trung rơi xuống, chụp vào cái hố to Cự Linh Đạo Quân lặn xuống. Giang Nam nổi giận, xoay nhanh quanh tiên thiên pháp bảo to lớn hình chuông, trường ấn rậm rạp vỗ vào Vạn Chú Thiên Trung. Đinh 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 đinh, tiếng chuông dồn dập vang lên trong Vô Nhân Cấm Khu. Đạo uy bất diệt của Vạn Chú Thiên Trung đánh vào lòng đất, Cự Linh Đạo Quân chui ra. Tiên thiên pháp bảo tàn khuyết có thể uy hiếp mạng sống cỡ Giang Nam, huống chi tiên thiên pháp bảo Vạn Chú Thiên Trung độ qua tịch diệt kiếp một lần, uy lực đang ở trạng thái cao nhất. Giang Nam dùng pháp lực dồi dào nhất thúc giục Vạn Chú Thiên Trung đánh vào đường hầm, uy lực khủng bố cường đại biết bao. Tiếng chuông chui xuống lòng đất, sông núi của Vô Nhân Cấm Khu chập trùng, lòng đất vang lên một chuỗi tiếng nổ, mặt đất phương xa nứt ra lạch trời, có núi cao nhô lên. Đạo âm khủng bố bốc hơi, dung nham dưới lòng đất, dung nham cuồn cuộn, ngọn lửa bùng nổ các hố to. Âm 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 âm. Vô Nhân Cấm Khu cách xa mấy trăm ước dặm đột nhiên nổ tung tóe, người Cự Linh Đạo Quân đẫm máu chu lên cao, nặng nề mà đáp xuống đất. Cự Linh Đạo Quân nhảy cẫng lên, tiếp tục co giò mà chạy nhanh. Máu không phải chảy ra từ thân thể kiếp trước của Cự Linh Đạo Quân. Giang Nam cường đại vô cùng, lại cầm Vạn Chú Thiên Trung, thế nhưng hắn chưa đủ mạnh để phá hoại thân thể kiếp trước của Cự Linh Đạo Quân. Cự Linh Đạo Quân luyện thân thể kiếp trước sắp thành tiên thiên linh bảo, trong cơ thể chứa tiên thiên bất diệt linh quang. Giang Nam chưa đủ sức đánh bại thân thể kiếp trước của Cự Linh Đạo Quân. Là thân thể chuyển thế của Cự Linh Đạo Quân đổ máu. Thân thể chuyển thế chưa đến cảnh giới viên mãn tiên quân. Tuy dung hợp thân thể kiếp trước, thế nhưng hai thân xác không hòa hợp đại đạo, hoàn mỹ. Bởi vậy, cơ thể Cự Linh Đạo Quân khó hòa vào với nhau được. Tiếng chuông Vạn Chú Thiên Trung công kích, cơ thể kiếp này của Cự Linh Đạo Quân khó chống lại, bị thương nặng, buộc phải trồi lên mặt đất. Giang Nam vỗ một trường vào Vạn Chú Thiên Trung, cái chuông siêu to bay xéo, thanh âm đinh tai nhức óc đánh vào lưng Cự Linh Đạo Quân. Cự Linh Đạo Quân té sấp xuống đất, Vạn Chú Thiên Trung chụp xuống nhốt gã vào bên trong. Giang Nam lắc người xuất hiện đằng trước Vạn Chú Thiên Trung, nguyên thủy chi khí biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên, nâng Vạn Chú Thiên Trung và Cự Linh Đạo Quân dưới chuông lên. Ảo ảnh các pháp bảo nguyên đỉnh, nguyên tháp, nguyên trung hiện ra quay quanh Vạn Chú Thiên Trung, chuẩn bị luyện hóa Cự Linh Đạo Quân. Cự Linh Đạo Quân đã là vật trong túi của Giang Nam. Tuy thân thể kiếp trước của Cự Linh Đạo Quân mạnh ngang ngửa với tiên tiên pháp bảo, thế nhưng gã đi con đường là thân, đạo, quả hợp nhất với nhau, trong người không có chút pháp lực nào. Sau khi Cự Linh Đạo Quân chuyển thế, mặc dù dung nhập đại đạo Cự Linh và tiên đạo, thế nhưng không giải được câu hỏi làm sao dung hợp pháp lực vào cơ thể. Hiện giờ, thân chuyển thế của Cự Linh Đạo Quân là cảnh giới viên mãn tiên quân. Giang Nam không đối phó với thân thể kiếp trước được,
còn cơ thể kiếp này của gã thì dễ như chơi. Quan trọng nhất là cự linh đạo quân không như đạo quân khác giấu đạo quả trong tiên thú. Cự linh đạo quân là thân đạo quả hợp nhất, yêu cầu cơ thể vừa là đạo quả vừa là đại đạo. Chỉ cần chém cơ thể kiếp này là cự linh đạo quân sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Giang Nam đang định một hơi luyện chết cự linh đạo quân, chợt phía xa vọng lại tiếng than thở. Giáo chủ, cần gì đuổi tận giết tuyệt như vậy? Giang Nam nhìn hướng phát ra thanh âm, sâu trong các cấm khu hiện ra thân hình của các đạo quân tiền sử, cơ thể to lớn như thần như ma. Giang Nam biết đám đạo quân tiền sử còn ẩn trong cấm khu chưa chuyển thế này, thấy hắn liên tục giết Lũy Sinh lão tổ, Thiên Ngự đạo quân, thế là nảy tình cảm, thỏ chết cáo khóc. Nếu như ta nhất quyết luyện chết cự linh đạo quân, thì cái đám lão quái vật này sẽ trở mặt ngay mà trừ khử ta. Mặc dù ta không sợ, thế nhưng thật sự sẽ rất rắc rối, sẽ vòi đến phiền phức cho kiếp số tương lai của ta. Trong đầu Giang Nam lóe qua nhiều suy nghĩ, hắn hành lễ hướng các đạo quân tiền sử. Giang Nam cười nói: các vị đạo huynh, Huyền Thiên xin chào mọi người. Trên các cấm khu, ảo ảnh đạo quân vội trả lễ, không dám chậm trễ. Thiên Hy Thánh Quân mỉm cười nói: giáo chủ, ta xem đại đạo của ngươi có đại đạo thời đại cự linh, chắc giáo chủ lấy được nhiều ích lợi từ chỗ cự linh đạo hữu. Giáo chủ được cơ duyên từ hắn, vậy cần gì cứ quyết lấy mạng hắn như vậy. Chức mẫu cười nói: giáo chủ, bắt người tay ngắn, giáo chủ đã lấy được ích lợi từ người ta rồi, thì sao phải đánh chết người như vậy, có hơi quá đáng. Đúng là Giang Nam được cự linh võ đạo đồ, được ích lợi rất lớn. Cự linh võ đạo đồ là tuyệt học cự linh đạo quân để lại trên đời này. Lòng Giang Nam dao động cười nói: không phải Huyền Thiên không biết cảm ơn, mà vì cự linh đạo quân không lễ tình. Ta vốn rất cảm kích hắn ta, thế nhưng hắn bao che Ma Kha, vì vậy ta bản năng giết cường địch. Cuối cùng Ma Kha vẫn bỏ trốn được, tương lai người này sẽ là mối họa lớn của ta. Viên Thái lão tổ cười nói: giáo chủ mang con rồng hoang kia săn bằng đạo tràng của cự linh, đánh hắn phải buộc chuyển thế, bỏ qua nhân quả này đi, không đáng nhắc tới đâu. Được rồi, cứ như cho qua đi. Giang Nam lạnh lùng cười nói: thế nhưng cự linh chuyển thế liên tục đối đầu với ta, khi tầng hư không thứ 5 tiên giới mở ra, hắn định hại mạng sống tướng sĩ Huyền Châu ta. Lần này mưu tính phân chia Huyền Châu, cướp chí bảo tiên đạo, hại mạng sống nhi tử của ta, thê tử của ta, huynh đệ của ta. Tục ngữ có câu rất hay, chuyện không quá hai lần, hắn liên tục hai lần ra tay với Huyền Châu, nếu không... Đám đạo quân tiền sử cười nói: giáo chủ, gì mà chuyện không quá hai lần, rõ ràng là nhất quá tam. Nữ La đạo quân xì cười nói: nhất quá tam, cự linh đạo huynh chỉ phạm hai lần, tội không đáng chết à. Huống chi hắn cũng không ăn bớt giáo chủ được, ngược lại là giáo chủ chiếm lợi nhiều, sao không tha cho hắn thêm một lần nữa đi. Các vị đạo huynh, không phải Huyền Thiên vô tình, mà do kiếp số sắp đến rồi. Nếu như ta tha cho cự linh đạo huynh, rồi hắn tiếp tục đối đầu với ta trong kiếp số kia, ta chết trong tay của hắn chẳng phải là quá oan uổng hay sao? Tương Khang trầm giọng nói: giáo chủ yên tâm, chúng ta sẽ trông chừng hắn, bắt cự linh đạo huynh tù thần dưỡng tính, không để cho hắn chạy ra đối đầu với giáo chủ. Đám người Thiên Hy Thánh Nhân, Chức Mẫu, Viên Thái, hơn 10 ảo ảnh đạo quân tiền sử khom người nói: mong giáo chủ nể mặt đám lão hủ này. Giang Nam trả lễ cười nói: nếu các vị đạo huynh đã lên tiếng thì đương nhiên Huyền Thiên không dám từ chối rồi. Thế nhưng tiểu đệ có chuyện muốn nhờ. Kiếp số của tiểu đệ sắp đến, tính ra thì khoảng hơn 20 năm, bản thân ta khó an toàn trong kiếp số được, mong các vị đạo huynh giúp ta một tay. Đám người Thiên Hy Thánh Nhân, Chức Mẫu, Viên Thái nhìn nhau. Thật lâu sau, Thiên Hy Thánh Nhân chậm rãi nói: giáo chủ, muốn chúng ta giúp đỡ không thành vấn đề, thế nhưng chúng ta già rồi, ra tay không giúp ích gì được nhiều. Nếu giáo chủ đặt hy vọng sống vào nắm xương giả chúng ta, sợ là sẽ thất vọng. Giang Nam không người dối giết cảm ơn nói: miễn các vị đạo huynh đồng ý hỗ trợ là Huyền Thiên ta đã rất mãn nguyện rồi. Nếu Huyền Thiên qua được kiếp nạn không chết đi, hôm nào các vị đạo huynh có gì cần, chắc chắn Huyền Thiên cũng sẽ giúp đỡ thôi.
đám người Thiên Hy Thánh Nhân, Chức Mẫu, Viên Thái, Nữ La lòng máy động đáp lễ. Không chừng tương lai đúng là có chuyện cần nhờ giáo chủ, mong giáo chủ đừng quên lời hứa của ngày hôm nay. Giang Nam nghiêm túc nói, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, không dám sửa đổi. Đám đạo quân tiền sử cười nói, nếu vậy xin giáo chủ tha cho Cự Linh đạo hữu trước đi. Giang Nam thu vạn chú thiên trung về, Cự Linh đạo quân nhảy ra khỏi nguyên thủy đại la thiên, thấy mặt hắn là lòng gã bốc cháy lửa giận. Cự Linh đạo quân định xông tới công kích, đám người Thiên Hy Thánh Nhân, Viên Thái vội cao giọng quát lên, Cự Linh đạo hữu mau trở về, đừng dây dưa với giáo chủ nữa đi. Giáo chủ không phải người ngoài, nếu người chịu thiệt thì chúng ta cũng sẽ không giúp đỡ đâu. Cự Linh đạo quân vội dừng bước lại, bước nhanh tới chỗ đám người Thiên Hy Thánh Nhân. Cự Linh đạo quân cười khẩy nói, các vị đạo huynh cầu tình cho hắn nên ta mới tha cho, không sau đó. Giang Nam cười cười cũng không quan tâm, các vị đạo huynh Huyền Thiên xin từ biệt. Đám Thiên Hy Thánh Nhân định đưa tiễn, Giang Nam từ chối, các vị đạo huynh hãy dừng bước lại, dừng lại đi, tiểu đệ còn bận dọn dẹp cấm khu Lũy Sinh Thiên Ngữ, bộ dạng rất khó xem, nếu các vị đưa tiễn thì ta không còn mặt mũi nào, sẽ bị các vị đạo huynh chê cười thôi. Nữ La đạo quân cười nói, giáo chủ thật thú vị, nói chuyện thật tếu, nếu người ta không chết đi, nếu người ta còn ở tuổi thanh xuân mơn mởn thì thật sự muốn xưng sớm nhân duyên với giáo chủ. Giang Nam đỏ mặt tía tay, vội vàng từ biệt chạy vào Lũy Sinh cấm khu trong Vô Nhân cấm khu. Không lâu sau, Giang Nam rời khỏi Lũy Sinh cấm khu, đi qua Thiên Ngự cấm khu. Giây lát sau, Giang Nam bay lên cao, điều khiển luồng thần quang đi xa. Đám đạo quân tiền sử nhìn Giang Nam rời đi, quay về tiên giới, nổi lên lòng tò mò. Viên Thái lão tổ nói, Huyền Thiên giáo chủ bảo tướng ăn của hắn khó xem, thế nhưng không biết khó xem đến cỡ nào, các vị đạo huynh chúng ta đi xem thử nào. Mấy ảo ảnh đạo quân tiền sử vỗ tay cười nói, tốt, cùng đi xem nào. Đám đạo quân tiền sử đi vào Lũy Sinh cấm khu, sau khi đi ra mặt tái xanh tái mét, lại đến Thiên Ngự cấm khu, khi đi ra thì mặt không còn chút máu. Viên Thái lão tổ run giọng nói, Nữ La, nàng xác định muốn cùng người này xưng sớm nhân duyên hay sao? Mặt Nữ La đạo quân trắng bệch, lắc đầu ngoài ngoại nói, còn lâu, tướng ăn của hắn quá xấu, ta sợ không thành sai thoái mà bị người đời gọi là quét rác mất thôi. Nói đi phải nói lại, trước kia Huyền Thiên giáo chủ làm cái nghề gì mà dọn dẹp sạch quá vậy? Thiên Ngự cấm khu, Lũy Sinh cấm khu bị dọn dẹp sạch sẽ, không chừa một miếng ngói. Gió thổi vi vu, dư âm tịch diệt kiếp trong cấm khu cũng bị tẩy sạch. Giang Nam quay về tiên giới, mắt lóe tia sáng. Giây lát sau, Giang Nam thấy rõ ràng tình hình chiến đấu trong Huyền Châu tại tầng hư không thứ 6. Giang Nam thầm nghĩ, Huyền Châu ta có Tiềm Long tọa chấn, điều độ đại quân bốn phương được, còn chống đỡ được, hay ta tiếp tục đi chém tiếp mấy đạo quân chuyển thế vậy? Giang Nam cất bước đi hướng tổng đàn Hậu Tôn đại giáo do Hậu Tôn đạo quân sáng lập. Hắn nhẹ giọng nói, nếu đuổi tận giết tuyệt đám cường giả đối đầu với ta thì kiếp số chỉ còn lại thiên kiếp, không còn nhân kiếp. Tổng đàn Hậu Tôn đại giáo rất náo nhiệt, người đến người đi rộn ràng nhốn nháo. Hậu Tôn đạo quân lập giáo hơn 1.000 năm, qua thời gian dài phát triển, giáo phái này rất hưng thịnh. Đây là nhờ Hậu Tôn đạo quân là đạo quân tiền sử, có bản lĩnh biến đại đạo tiền sử của mình thành giáo lý truyền bá, khá nổi tiếng trong Viêm Châu. Giáo lý của Hậu Tôn đạo quân là đại đạo tiền sử, nghe giáo lý liền cảm nhận được thần thông rộng lớn vô biên, tu luyện sơ là sẽ ngứa ngáy, muốn được nhiều giáo lý hơn nữa, tu luyện nhiều đại đạo hơn nữa. Những người này sẽ chân thành tôn kính Hậu Tôn đại giáo, đến bái vào làm môn hạ của Hậu Tôn đại giáo, trở thành giáo đồ, giáo chúng. Giang Nam giáng xuống tổng đàn, thấy nhiều tiên nhân, phàm nhân, tu sĩ đến để được mở mang đầu óc, tham gia giáo môn. Người tư chất tốt trở thành giáo đồ ký danh, tư chất kém sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi. Không nhiều đệ tử chính thức vào được Hậu Tôn đại giáo. Một giáo đồ bộ dạng quản sự nhìn Giang Nam quát hỏi, người đến làm gì? Giang Nam chớp chớp mắt cười nói, ta đến xếp hàng đi. Quản sự hơ bút không thèm để ý, bá khí hùng hổ quát lên,
đến bái sư, vào giáo phái phải xếp hàng. Ngươi muốn chân ngang sao? Không có cửa đâu. Giang Nam ngoan ngoãn xếp hàng, may mắn trước mặt hắn không có nhiều người, rất nhanh đến lượt hắn. Vẫn là quản sự thu tu sĩ, tiên nhân và hậu tôn đại giáo. Quản sự không ngẩng đầu hỏi: tên gì, tu vi gì, muốn vào giáo hay đến cầu giáo nghĩa đấy? Giang Nam thành thật nói: ta tên Giang Nam, tên chữ là Tử Xuyên, tu vi thần quân. Sao, tu vi thần quân ư? Quản sự ngạc nhiên ngước lên xem xét Giang Nam, nghi hoặc hỏi: đầu năm nay còn có kẻ ngỡ ngẩn tu thần hay sao, lại còn luyện đến cảnh giới thần quân ư? Người nghĩ mình là Huyền Thiên giáo chủ sao? Tư chất của ngươi sợ là không vào hộ tôn đại giáo ta được đâu. Tối đa cho ngươi một phần giáo lý để ngươi chậm rãi tham ngộ. Ngươi mang theo giáo lý truyền đạo 500 lần, 100 năm là có thể trở thành giáo đồ ký danh. Giang Nam mỉm cười nói: ta không đến nhập giáo, ta tới giết giáo chủ của các ngươi. Quản sự không nghe rõ ràng, giật mình nhìn Giang Nam, sau đó nói tiếp: đi qua bên giáo phủ lĩnh một phần giáo lý là ngươi có thể xuống núi được rồi. Giang Nam lắc đầu, bất đắc dĩ nói: ta thật sự đến giết giáo chủ của các ngươi, hậu tôn đạo quân có ở đây không? Quản sự thế mới biết mình không nghe lầm, dựng đứng chân mày, bá khí hùng hổ quát lên: muốn đá quán phải không? Rốt cuộc ngươi là ai? Huyền Thiên giáo chủ. Giang Nam khẽ nói: không ngờ ta đến giết hậu tôn đạo quân của các ngươi mà còn cần xếp hàng. Chẳng lẽ việc có quá nhiều người muốn giết hắn hay sao? Giang Nam phất lờ quản sự, thanh âm lạnh nhạt thế nhưng truyền khắp tổng đàn hậu tôn đại giáo: hậu tôn đạo huynh, ta đến tìm ngươi đây, định trốn tới bao giờ? Quản sự dựng đứng lông mày, há mồm định chửi thế nhưng sợ hãi, nhận ra không thể thốt nên lời. Quản sự chẳng những không nói được, thân thể, pháp lực, thần thức, mọi thứ đều không thể động đậy. Quản sự kinh hoàng, trong mắt khó khăn xoay chuyển. Mọi người trên tổng đàn, các tiên vương, tiên quân trong giáo môn bị đóng đinh tại chỗ, như thể không gian đánh đông lại, thời gian cũng yên lặng. Giọng hậu tôn đạo quân tức giận vang lên: Giàng Thái Sư, ngươi dám đến tận tổng đàn của giáo ta sao? Trận chiến trước ta đã thua ngươi, rút lui rồi. Ta tự nhận mình kém cỏi, chẳng lẽ ngươi định đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hậu tôn đạo quân xuất hiện trên bầu trời tổng đàn, tiên thiên thần đao bị hỏng thành trăng khuyết treo trên đầu gã, tràn ngập đạo uy bất diệt. Đạo danh của nó là Trảm Đạo, đáng tiếc đã bị tàn. Giang Nam mỉm cười nói: hậu tôn, ngươi đến giết ta, thua trong tay của ta rồi, cho rằng nói một tiếng thua là trốn khỏi sát kiếp được hay sao? Giang Nam bình tĩnh nói: nếu tha cho ngươi, hôm nay người ta đến giết ta, thua thì thừa nhận rồi bỏ đi. Ngày mai có người khác đến giết ta, xong lại nhận thua bỏ đi, vậy uy nghiêm của ta để ở đâu? Đế và tôn để lại, các tầng ngư không mở ra, vừa là cơ duyên cũng là sát kiếp cả. Đã định trước trăm vạn xác chết đầy đất rồi, máu chảy thành sông rồi, đạo quân chuyển thế cũng phải đổ máu gục ngã thôi. Giang Nam lấy vạn chú thiên trung ra, thản nhiên nói: ta là thần duy nhất đương thời, sát kiếp này hãy để cho ta hoàn thành đi. Cơ duyên sát kiếp tồn tại song song, cơ duyên to lớn mỗi cái khác nhau, sát kiếp cũng vô lượng. Giang Nam nói trăm vạn xác chết đầy đất, máu chảy thành sông cũng không phải nói đùa. Hậu tôn đạo quân nhìn giáo chúng của mình, ánh mắt thương hại nói: thái sư chờ thêm một thời gian được không? Ta cần để lại giáo lý hoàn chỉnh truyền cho hậu nhân, tránh cho tương lai thời đại của ta bị người lãng quên. Mong thái sư thành toàn. Hậu tôn đạo quân đã biết mình chắc chắn sẽ phải chết, nên mở miệng xin Giang Nam chờ cho giây lát, cho gã thời gian để lại truyền thừa. Giang Nam nghiêm túc nói: mời đạo huynh. Hậu tôn đạo quân gật đầu, ngồi xếp bằng. Đại đạo đan sen tạo ra các con chữ kỳ lạ. Đại đạo phát ra đạo âm biến thành đạo quang, cảm ngộ trong con chữ, đạo quang luyện vào hàng chữ, dẫn dắt tâm linh. Hậu tôn đạo quân rất nghiêm túc, biến cảm ngộ suốt đời của mình học được thành con chữ, đạo âm, đạo quang luyện thành quyển sách Đại Đạo Áo Nghĩa Bất Hủ. Thật lâu sau, hậu tôn đạo quân cũng luyện xong cuốn sách. Hậu tôn đạo quân đứng dậy nâng tay: thái sư, mời. Mời. Hai người bước lên trời cao. Hậu tôn đạo quân quát lớn, trời sụp xuống.
Hậu Tôn Đạo Quân lấy trăng khuyết ra, trăng tàn như đao thất luyện chém xuống. Vạn chú thiên trung treo cao trên đỉnh đầu Giang Nam va chạm với trăng khuyết. Trăng khuyết là tiên thiên pháp bảo khiếm khuyết, vạn chú thiên trung là tiên thiên pháp bảo hoàn chỉnh, hai bên không thể so sánh. Tàn nguyệt đao quang không thể lay động vạn chú thiên trung được một ly, nhưng Giang Nam không vận chuyển vạn chú thiên trung, nhờ lực lượng thiên trung oanh giết Hậu Tôn Đạo Quân. Giang Nam lướt tới gần, dùng đạo pháp thần thông đối với Hậu Tôn Đạo Quân. Hai người đại khai đại hợp, đao quang lấp lóe tung hoành trời sao, vô số ngôi sao tiên giới bị đao quang xẹt qua nổ bùm bùm, liên tục va chạm với vạn chú thiên trung. Tiếng chuông du dương dưới vạn chú thiên trung, Giang Nam lấy nhanh đánh nhanh. Tu vi của Giang Nam vốn cao hơn Hậu Tôn Đạo Quân rất nhiều, lại là đại cao thủ pháp thân đạo quả hợp nhất với nhau. Chỉ mấy giây sau, Hậu Tôn Đạo Quân phun máu nhuộm đỏ bầu trời, bị Giang Nam đánh nát. Máu như biển tuôn chảy trong trời sao, dậy sóng to. Vạn chú thiên trung bộc phát uy lực cố định trăng khuyết, chụp xuống thu trăng vào chuông. Giang Nam vươn tay, vạn chú thiên trung nhỏ dần rơi vào bàn tay của hắn, cất bước đi hướng Huyền Châu tiên giới. Giang Nam nói: Hậu Tôn Đạo Huynh không giấu đạo quả trong cấm khu của mình, mà ký thác trong tiên tiên pháp bảo tàn khuyết này, ta nói có đúng hay không? Thật không gạt được thái sư. Trong vạn chú thiên trung vọng ra tiếng thở dài của Hậu Tôn Đạo Quân: Ta thua khâm phục khẩu phục, hiện giờ ta chỉ có một tâm nguyện, là mong thái sư tương lai lên ngôi hoàng đế thống nhất thiên hạ, đừng nhổ cỏ tận gốc Hậu Tôn đại giáo ta, thời đại của ta. Hey. Hậu Tôn Đạo Quân ngừng lại một lúc lâu: Chỉ còn lại có giáo môn này. Giang Nam lắc đầu nói: Ta là thần, sao có thể ngồi vào ngai đế đại đạo được đây? Thế nhưng đạo huynh yên tâm, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hậu Tôn Đạo Quân cười phá lên: Thái sư, ta không ngồi chờ chết đâu. Người muốn luyện hóa đạo quả của ta, xóa đạo quả trong tiên thiên thần đao, phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Giang Nam mỉm cười, ném vạn chú thiên trung vào thần luân sau gáy. Một tòa nguyên thủy đại la thiên hiện ra trong thần luân, vô số bảo quang, đạo ảnh, thần ma ùa ra giúp sức luyện hóa trăng khuyết trong chuông. Ta sắp thành tựu thiên quân, trừ đạo quân ra, trên đời không có ai là ta không luyện chết được. Dù đạo quả của ngươi ký thác trong tiên thiên pháp bảo thật sự, thì ta vẫn có thể luyện chết ngươi được, huống chi là tiên thiên pháp bảo tàn khuyết này đây. Tại Huyền Châu, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Giang Nam không vào Huyền Châu. Đám người quân đạo nhân, đạo vương tiên quân, tịch ứng tình hợp sức vận chuyển hỗn nguyên thiên tán. Tuy không đấu lại Khuê Dực đạo quân, thế nhưng còn sức chống cự. Kế đô ma tổ Giang Tuyết, Lạc Hoa Âm sử dụng hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ đối kháng với Kiểu Nghi Hoàng quân. Bọn họ rơi vào thế yếu, vất vả phòng ngự. Thế nhưng Kiểu Nghi Hoàng quân muốn phá vỡ hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ cũng không dễ gì. Về phần Bỉ Ngạn Nương Nương, Linh Lung tiên quân, Ma Thiên tiên quân khởi động Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh. Bọn họ thực lực yếu nhất, Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh không phải chí bảo tiên đạo hoàn chỉnh. Băng Liên Thánh Mẫu gần bằng tiên quân đánh lại Lê Hoa Thánh Mẫu. Hồng Đạo Nhân, La Hầu La chia nhau điều khiển hỗn độn tiên kiếm đối với Quỷ Nhung Đạo Quân ngang sức ngang tài. Tiếc rằng Hồng Đạo Nhân không có chí bảo tiên đạo, chỉ mượn dùng hỗn độn tiên kiếm nên không thuận tay. Mắt Giang Nam tràn ngập sát khí: Trước tiên luyện hóa Hậu Tôn Đạo Quân, rồi giết hết đám Quỷ Nhung Đạo Quân này. Giang Nam thầm nghĩ: Với thực lực hiện tại của ta, mau thì 2-3 canh giờ, lâu thì 1 ngày là có thể công phá trăng khuyết, xóa bỏ đạo quả của Hậu Tôn Đạo Quân. Nhóm Bỉ Ngạn Nương Nương chắc chống được thêm 2-3 ngày. Giang Nam mới nghĩ đến đây, bỗng lòng máy động, nhìn hướng Tây. Mây tía phương Tây đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, từng tia sáng vàng bắn ra 4 phương 8 hướng chiếu rọi mây tía. Tam khuyết đại Phật, Tu A Tiên Quân, một đám hòa thượng đầu trọc vây quanh một tăng nhân cầm gậy tre vàng bước nhanh tới. Từng tiếng tụng kinh lảnh lót vang vọng các tiên châu. Tăng nhân cầm gậy tre vàng gầy như cây tre, mặt nhăn mày nhó, nhíu mày thành chữ khổ, là Khổ Hạnh Thiên Tôn. Khổ Hạnh Thiên Tôn chắp tay từ xa chào hỏi: Thái sư, lão tăng xin chào. Giang Nam đáp lễ cười hỏi: Ồ, sao Thiên Tôn lại đến đây?
Gần đây Phật tử Sa Môn giáo ta rất thê thảm, không có áo che thân, nên lão tăng đến hóa thiện duyên với thái sư cầu bố thí đây. Mặt của Khổ Hạnh Thiên Tôn đau khổ nói: Hậu tôn thí chủ, trong chuông của thái sư, sinh ra ở trong gia đình giàu có, hơi có chút tiền, nên lão tăng khẩn cầu thái sư nể mát cho hậu tôn thí chủ tham gia vào Khổ Hạnh đại giáo ta. Giang Nam lạnh lùng cười nói: Thiên Tôn tính thật giỏi, ta trấn áp luyện hóa hậu tôn, còn Thiên Tôn thì đòi xin hậu tôn nuốt giáo môn của hắn ta, để Sa Môn đại giáo thịnh vượng, thêm một đạo quân chuyển thế. Thế nhưng không dễ ăn bớt của ta như vậy đâu. Khổ Hạnh Thiên Tôn càng nhăn mặt khắc khổ, thở dài nói: Nếu thái sư giết hậu tôn thì đạo quân chuyển thế khác sẽ nghĩ sao đây? Thái sư đã giết hai đạo quân chuyển thế, giết thêm hậu tôn nữa thì lão tăng e rằng tất cả cường giả trong thiên hạ cũng sẽ vùng lên tấn công thái sư. Lão tăng đây cũng hơi sợ dùm thái sư. Nếu thái sư cho lão tăng hóa thiện duyên này, tương lai thái sư ít đi một phần kiếp số rồi. Giang Nam chuyển giận thành vui nói: Thiên Tôn, pháp bảo của hậu tôn đạo quân là tiên thiên pháp bảo tàn khuyết, Thiên Tôn muốn hóa diễn cần lấy ra chút thành ý à. Tiên thiên khổ trúc của Thiên Tôn cũng là tiên thiên pháp bảo, khi kiếp số đến ta mong Thiên Tôn sẽ lấy tiên thiên khổ trúc ra. Khổ Hạnh Thiên Tôn biến sắc mặt, do dự giây lát nói: Đồng ý. Khổ Hạnh Thiên Tôn dứt lời, Giang Nam cười lớn, vạn chú thiên trung bay ra khỏi thần luân, ném trăng khuyết ra khỏi chuông. Khổ Hạnh Thiên Tôn giơ gậy tre vàng lên điểm nhẹ, một luồng tiên thiên bất diệt linh quang bay ra, xuyên thấu ánh trăng khuyết treo trăng trên đầu gậy. Khổ Hạnh Thiên Tôn quát lớn: Hậu tôn đạo hữu, sao không tỉnh lại đi? Trăng khuyết tỏa sáng rực rỡ đáp xuống, biến thành hậu tôn đạo quân, gã đứng bên cạnh Khổ Hạnh Thiên Tôn. Mặt hậu tôn đạo quân liên tục thay đổi, cuối cùng thở ra: Đại hòa thượng, thủ đoạn thật kinh người, tại hạ khâm phục rồi. Hậu tôn đạo quân hành lễ, đứng dưới tay Khổ Hạnh Thiên Tôn. Khổ Hạnh Thiên Tôn vội lùi lại một bước, đứng sóng vai với hậu tôn đạo quân nói: Hậu tôn, đừng làm vậy, ngươi và ta cùng là giáo chủ, không có tôn ti địa vị. Giang Nam thầm khen rất phục thủ đoạn của Khổ Hạnh Thiên Tôn này. Hậu tôn đạo quân nói câu kia vì trăng khuyết treo trên tiên thiên khổ trúc, không thể thoát khỏi gậy tre vàng. Đạo quả của hậu tôn đạo quân nằm trong trăng khuyết, nghĩa là Khổ Hạnh Thiên Tôn khống chế đạo quả. Hậu tôn đạo quân biết chống cự cũng vô dụng. Khổ Hạnh Thiên Tôn khác với Giang Nam, vì Giang Nam muốn lấy mạng hậu tôn đạo quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn thì muốn kết hợp hậu tôn đại giáo, cũng cần nhờ vào thực lực của gã. Tuy hai người chia cao thấp, thế nhưng đa phần là hợp tác với nhau, sư huynh sư đệ. Khổ Hạnh Thiên Tôn có khống chế hậu tôn đạo quân cũng sẽ không coi thường gã. Hơn nữa, Khổ Hạnh Thiên Tôn ở trước mặt mọi người nói hậu tôn đạo quân là giáo chủ Sa Môn đại giáo, không tôn ti cao thấp là cho gã mặt mũi rất lớn. Tiên giới đương thời các giáo môn rất thịnh hành. Giáo môn do Thiên Quân sáng lập, cộng thêm ngũ giáo phái lên đến con số hơn chục, cộng thêm giáo môn do đạo quân chuyển thế gây dựng khoảng 30 giáo phái. Sau này nếu phe Cổ Hủ Vô Nhân Cấm Khu chuyển thế đến tiên giới, chắc chắn sẽ có thêm nhiều giáo môn xuất hiện. Giáo môn phong phú, mỗi một người một vùng trời, thế lực phân chia rất nhỏ, không thể đối kháng với ngũ giáo phái. Hôm nay hậu tôn đạo quân và Sa Môn đại giáo hợp nhất lại là theo xu hướng. Có như vậy mới đối kháng được với ngũ giáo phái, không đến mức bị chèn ép cắn nuốt. Khổ Hạnh Thiên Tôn đi trước giáo chủ mấy các đại giáo môn khác, tầm mắt cao xa hơn người. Giang Nam thầm nghĩ: Dã tâm của Khổ Hạnh Thiên Tôn không hề nhỏ, tâm kế rất sâu, thủ đoạn kinh người. Chẳng những không đắc tội với người, lại còn biết lôi kéo. Tương lai Sa Môn đại giáo này sẽ trở thành một trong các giáo môn quan trọng của tiên giới ta. Cho đến nay cái lão tăng này chưa lộ ra nanh vuốt gì cả, thế nhưng tương lai đụng phải tranh giành chính thống, chắc chắn lão sẽ làm thế nhân giật mình, tiên giới hết hồn. Khổ Hạnh Thiên Tôn giải quyết xong chuyện, hành lễ với Giang Nam nói: Thái sư sát phạt quá nặng, đã có hai đạo quân chuyển thế chết đi, nếu như tiếp tục giết chóc sẽ gây ra đánh hội đồng.
lão tăng đến vì cầu thiện duyên, sẽ không đánh nhau với thái sư. Những người khác chưa chắc, để mặc thái sư tiếp tục làm bừa. Trong đạo quân chuyển thế, không thiếu thiên quân. Thái sư hãy cẩn thận vạn vật đạo tổ và huyết tổ. Tim Giang Nam rất kế bịch, đứng dậy tiến đưa. Trước khi đi, Khổ Hạnh Thiên Tôn nhắc đến vạn vật đạo tổ và huyết tổ là hai nhân vật nghịch thiên trong đạo quân tiền sử. Tuổi thọ của vạn vật đạo tổ dài lâu, có tin đồn tồn tại trước cả chú đạo. Rất có thể vạn vật đạo tổ là đạo quân thời đại ma đạo hoặc yêu đạo. Có tin đồn lần đầu tiên vạn vật đạo tổ chứng đạo quân có lẽ càng xa xôi hơn. Vạn vật đạo tổ là người khá ác, giết một nửa sinh linh chú đạo chỉ để nghiệm chứng có thể ngăn cản tịch diệt kiếp hay không. Vạn chú đạo quân sợ vạn vật đạo tổ như mãnh thú và nước lũ, nghe tên gã là đã run lẩy bẩy. Trong thời đại tiên đạo, vạn vật đạo tổ bị đế và tôn khuất phục, giữ lời hứa chuyển thế đến tiên giới, giả danh thần mẫu đạo quân. Dù là thần mẫu đạo quân hay vạn vật đạo tổ, cái tên chất chứa ý cảnh đại đạo xa xôi. Có thể thấy vạn vật đạo tổ không đơn giản, tạo nghệ với đạo thâm sâu đáng sợ. Hơn nữa, vạn vật đạo tổ cướp Tây Phương Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh của Tự Nhiên Lão Quân được chí bảo tiên đạo. Đây chỉ là biểu tượng, khiến người e ngại nhất là vạn vật đạo tổ dựa vào bó vật gì bình an độ qua tịch diệt kiếp đây. Chỉ có tiên thiên pháp bảo mới có uy lực đó, nghĩa là vạn vật đạo tổ sở hữu tiên thiên pháp bảo. Huyết tổ lại càng đáng sợ hơn. Huyết tổ đến từ vô nhân cấm khu, khác với những đạo quân đã chết đi, huyết tổ nửa chết nửa sống là thủ phạm gây ra các lần vô nhân cấm khu bạo động bên trong lịch sử. Ở thời đại tiền sử, huyết tổ gây ra bạo động cắn nuốt sinh linh các thời đại, xem sinh linh như là huyết thực vậy. Huyết tổ không phải là người chết, huyết tổ là đạo quân sắp chết, không cần chuyển thế. Nghe đồn huyết tổ chưa chuyển thế, chỉ lèn vào tiên giới mưu đồ đại nghiệp. Huyết tổ chậm chạp không lộ mặt, mưu đồ không hề nhỏ. Nếu Giang Nam giết đạo quân chuyển thế khác, sẽ vờ đến hai người kia. Vạn vật đạo tổ hay là huyết tổ đều rất ác, bọn họ tự mình ra trận thì Giang Nam khó mà chống lại được. Huống chi trong đạo quân chuyển thế không chỉ có hai người kia có sức chiến đấu không thua gì Giang Nam, đám người thánh ma thiên tôn, vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân cũng rất mạnh. Cộng thêm Ngọc Kinh Thiên Quân và thần mẫu đạo quân hợp tác với nhau, thế lực hỗn độn thiên quốc khổng lồ kinh người kia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói vậy, nhưng nên ra tay vẫn phải ra tay thôi. Bây giờ là kẻ thù, tương lai cũng sẽ là đối thủ. Giết được một người thì hay một người, tương lai sẽ ít đi một phần kiếp nạn. Giang Nam đứng trong không trung của Huyền Châu, khí thế kinh khủng bộc phát, chấn động thiên địa càn khôn. Trên bầu trời Huyền Châu, gió mây thay đổi, khí thế hùng vĩ vô biên biến thành cấm khu thần đạo. Trong cấm khu thần đạo, tiên đạo bị bài trừ, chỉ có thần rộng lớn, thần vĩ ngạn, thần uy nhiếp chấn áp thiên địa, chấn áp càn khôn, chấn áp vạn đạo. Sát khí thần tâm nổ lên, không thể ngăn cản. Giang Nam muốn giết người, giết ra bầu trời trong xanh. Dám xuống tay với Huyền Châu, tấn công hắn thì đều là kẻ thù. Mặc kệ là thiên quân cao cao tại thượng hay đạo quân chuyển thế, đều phải bị xóa sổ. Các tầng hư không chấn động, các tồn tại cường đại cổ xưa trong tiên giới cảm ứng thay đổi kinh khủng trên bầu trời Huyền Châu. Thánh ma thiên tôn giật mình, vung quạt ba tiêu, bão nổi lên, thổi quét vạn vạn dặm tầng hư không thứ bảy. Huyền Đô Thiên Quân và Huyền U Chấn Đạo Đỉnh bị đẩy lùi. Thánh ma thiên tôn nhìn hướng Huyền Châu. Thần mẫu đạo quân đang đánh nhau túi bụi với vạn chú đạo quân. Hai người lăn lộn từ bầu trời Huyền Châu vọt lên các tầng hư không, đánh từ tầng hư không thứ nhất lên tầng hư không thứ năm. Giờ phút này, thần mẫu đạo quân cảm nhận khí thế khủng bố kia, biến sắc mặt, hét to một tiếng. Ngọc Kinh ở đâu? Trong tầng hư không thứ năm hiện ra sắc ngọc, nhuộm ức vạn dặm hư không, thành thiên địa bằng ngọc. Ngọc Kinh Thiên Quân xuất hiện trong tầng hư không thứ năm, sau lưng thần mẫu đạo quân. Khí thế hai người nối liền, đẩy lùi vạn chú đạo quân, cùng nhìn bầu trời Huyền Châu. Cùng lúc đó, Thái Nhất Thiên Quân cũng đang hoang mang. Hai phân thân hiện ra cùng nâng đế tôn ấn vào thế phòng ngự. Thái Nhất Thiên Quân mặc cho Mông Tốn đạo quân từ Hạm Tiên Hậu công kích gã. Gã không đánh trả, sợ phản kích
sẽ lộ ra sơ hở bị Giang Nam tấn công. Huyền Vũ đạo quân đánh nhau với Càn Nguyên Tiên Đế, bỗng xoay người bỏ chạy. Rồng rắn bay múa, cắn nát hư không, đụng vào sâu trong tầng hư không thứ 7, ẩn núp không dám ló đầu ra ngoài. Vô Tà, Thiên Hoang không dám chắc lần này Giang Nam có tấn công mình hay không. Nếu bị Càn Nguyên Tiên Đế bám giữ rồi Giang Nam lao tới thì hai người sẽ thân chết đạo tiêu, nuốt hận tắt thở. Giang Nam sát ý ngút trời, lay động đạo tâm của cường giả bên trong thiên hạ. Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, Khuê Dực đạo quân, Cửu Nghi Hoàng quân đang đánh nhau kịch liệt với đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân thì cảm thấy tim đập chân run. Bọn họ cảm giác bất an như lúc tịch diệt kiếp bộc phát, như sát kiếp sinh tử sắp đến. Bốn đạo quân chuyển thế, cố đè nén nỗi bất an, thoát khỏi đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, chạy xa khỏi Huyền Châu. Càn Khôn lão tổ hừ mạnh, khom người nói: "Nguyên quân nương nương, xin hãy điều động đại quân tiên nhân, khởi động tất cả trận pháp của Huyền Châu, bám giữ bốn đạo quân chuyển thế này." Thiên Vi gật đầu, 108,000 lá cờ bay lên từ sau lưng của nàng. Đại quân tiên nhân trú đóng khắp nơi, bên trong Huyền Châu kích hoạt các trận pháp. Các cao tiên tỏa sáng rực rỡ, như biển tiên lơ lửng trên bầu trời. Tiên quang mông lung bắn thẳng tầng mây, các núi tiên phát ra đạo âm kinh thiên động địa. Núi tiên bay bổng như các ấn to, các tiên vực như rồng như rắn phát ra uy lực siêu kinh khủng. Huyền Châu bị phong tỏa như một chỉnh thể. Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La, Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, cả đám dốc sức bám giữ đám người Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, không để cho bọn họ dốc sức phá phong ấn, phong tỏa Huyền Châu. Cửu Nghi Hoàng quân gào thét: "Máu tránh ra!" Cửu Nghi Hoàng quân biến thành cự hút chín đầu, chín cái đầu cổ rắn, mình voi, chín cái đầu khác nhau, có rồng, có phượng, có chó, heo, cá, cọp, trâu, rùa, kỳ lân, có 6 chân, 4 vó, 2 vuốt. Cửu Nghi Hoàng quân lấy ra bó vật đạo quân khiếm khuyết của mình, lao ra khỏi Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát đạo đồ. Chín cái đầu Cửu Nghi Hoàng quân hú dài, dốc sức vận chuyển pháp bảo, đụng mạnh vào đại trận bao phủ Huyền Châu. Lúc này, đạo uy bất diệt khuếch tán trên bầu trời Huyền Châu. Vạn chú thiên trung ngân vang, thanh âm du dương chấn động. Giang Nam từ trên trời giáng xuống, thân hình to lớn, sải bước dài, chân đạp hư không, kêu thùng thùng như tận thế kiếp âm vậy. Thân thần cao lớn của Giang Nam xuyên qua đại trận bao phủ Huyền Châu, đến sau lưng Cửu Nghi Hoàng quân. Hai tay ôm vạn chú thiên trung bỗng xoay tròn, trung to như lỗ đen xoay nhanh, giết gào, chấn động đánh vào lưng Cửu Nghi Hoàng quân. Đinh! Giang Nam bước đạp cương đấu, đấm liên tục. Mỗi một cú đấm đánh ra là vạn chú thiên trung sẽ phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Giang Nam đấm 9 cái, vạn chú thiên trung rung 9 lần. Đạo uy bất diệt, đạo âm khủng bố vô biên chồng lên nhau biến thành thực chất. Sóng to sông lớn chập trùng cùng vạn chú thiên trung ập vào lưng Cửu Nghi Hoàng quân. Giang Nam bay lên cách xa Cửu Nghi Hoàng quân. Giang Nam đáp xuống, đứng trước mặt đám người Khuê Dực đạo quân mới thoát khỏi Hỗn Nguyên Thiên Tán và đám người Quân đạo nhân. Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn. Giang Nam giơ ấn giáng xuống, các đại trận Huyền Châu ầm vang, vạn đạo như mưa như sông ùa đến nhập vào Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn trong lòng bàn tay của hắn, gia cố đại thần thông. Giang Nam cùng tấn công hai đạo quân chuyển thế, hai giáo chủ đương thời. Giang Nam muốn dùng thủ đoạn sấm sét trong tình huống quần hùng không kịp ngăn cản, đưa hai đạo quân chuyển thế xuống suối vàng. Vạn chú thiên trung đã đánh vào lưng của Cửu Nghi Hoàng quân, gã sợ teo tim. Cửu Nghi Hoàng quân không kịp đụng vỡ các tầng đại trận bao phủ Huyền Châu, quay người lấy bó vật đạo quân của mình ra. Bó vật đạo quân rách nát, thế nhưng lúc này phát ra lực lượng, uy lực vô cùng hùng hậu, như muốn tái hiện vinh diệu thần quang của kiếp trước vậy. Cùng lúc đó, chín cái đầu Cửu Nghi Hoàng quân giống lớn, chín thần thông phòng ngự bộc phát biến thành chín tấm thuẫn tre trước mặt của gã. Cái đuôi to như sơn mạch ngàn vạn dặm sau lưng Cửu Nghi Hoàng quân giơ lên quất vào đại trận bao phủ Huyền Châu. Đuôi to như đao xẹt một tiếng cắt rách đại trận. Chỉ cần Cửu Nghi Hoàng quân chặn lại một kích Giang Nam vận chuyển vạn chú thiên trung là có thể nhờ xung lực cái chuông đẩy gã ra khỏi Huyền Châu, tránh xa chốn này, chạy ra khỏi sát kiếp. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba trên trán Khuê Dực đạo quân trận trừng, con mắt dựng đứng
là thủ đoạn công kích mạnh nhất kiếp trước của gã. Khuê Dực đạo quân là đạo quân thời đại ba mắt, đại đạo suốt đời mới luyện thành con mắt thứ ba. Đây là vũ khí công kích, thủ đoạn mạnh nhất kiếp trước của Khuê Dực đạo quân. Mặc dù con mắt thứ ba bị tịch diệt kiếp xâm nhập, thế nhưng vẫn có uy nhiếp đạo quân vô biên. Khuê Dực đạo quân biết lúc này là phút nguy hiểm sống còn, gã dốc sức bùng nổ, cố gắng thoát khỏi công kích của Giang Nam, chạy ra khỏi Huyền Châu. Một kích của Giang Nam không dễ đỡ. Nguyên Thủy Đại La Thiên Ấn là tuyệt học suốt đời của Giang Nam, cộng với các đại trận ao tiên, núi tiên, uy hiếp đại đạo chứa trong các tiên vực Huyền Châu, uy lực đòn công kích dù thua vạn chú thiên trung tấn công Cửu Nghi Hoàng Quân cũng không chênh lệch quá lớn. Không có sức mạnh chống cự, tất nhiên sẽ bị ấn đập chết. Đinh! Chuông gióng lên thanh âm đinh tai. Cửu Nghi Hoàng Quân va chạm với vạn chú thiên trung, đạo uy bất diệt va chạm cùng uy nhiếp đạo quân. Uy nhiếp đạo quân bị áp chế, sóng âm 9 tầng tựa như sông lớn dấy lên sóng thần oanh kích, bẻ gãy nghiền nát báu vật đạo quân, uy nhiếp đạo quân của Cửu Nghi Hoàng Quân. Bùm 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 bùm, tiếng nổ dữ dội vang lên. 9 cái đầu của Cửu Nghi Hoàng Quân phát ra 9 thần thông lần lượt nổ tung, thế nhưng cản được một nửa uy lực của vạn chú thiên trung. Cửu Nghi Hoàng Quân mừng thầm, chỉ cần đỡ thế nghiền áp của vạn chú thiên trung thành công là gã có thể nhờ xung lực từ cái chuông thuận lợi chạy trốn khỏi Huyền Châu này. Đột nhiên vạn chú thiên trung rung lắc dữ dội, tiếng chuông thứ 10 vang lên. Đây là tiếng nổ thứ 10 phát ra từ pháp lực Giang Nam ẩn trong vạn chú thiên trung. Các cái đầu của Cửu Nghi Hoàng Quân nổ tung, thân hình bục giữa trong tiếng chuông tan vỡ thành huyết vụ nước mù. Tiếng chuông vạn chú thiên trung không phải dùng đạo uy vô biên nghiền ép, mà uy lực chú đạo nguyền rủa chú sát, dùng lý niệm chú đạo biến thành đại đạo bất diệt, nguyền rủa pháp lực máu thịt thần hồn tu vi đại đạo sâu không lường được của Cửu Nghi Hoàng Quân, làm thân Cửu Nghi Hoàng Quân chết đi đạo tiêu. Đây là điểm kinh khủng của vạn chú thiên trung. Báu vật đạo quân của Cửu Nghi Hoàng Quân bay lên bắn hướng vô nhân cấm khu. Vạn chú thiên trung cũng bay nhanh như chớp theo sát Cửu Nghi Hoàng Quân, chuẩn bị tiêu diệt đạo quả. Kính thưa quý vị, tập truyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Ngày hôm nay là mùng 1 đồng bầu năm mới thì chúng ta tạm thời 2 tập nhé các bạn. Ngày mai chúng ta lại quay lại vòng quay 3 tập một ngày. Tối nay thì mình cũng có một chút việc nên mình không ra được 3 tập. Với lại cũng đang hơi mệt một chút, chưa khỏi hẳn. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.